Thủ tướng Anh lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc giấu dịch, xem xét hủy bỏ hợp tác với Huawei. Thủ tướng Anh là Boris Johnson vừa qua đã lên án gay gắt Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã cung cấp thông tin sai lệch cho thế giới và nói rằng dữ liệu dịch bệnh thực tế của Trung Quốc phải gấp 40 lần báo cáo của Đảng Cộng sản nước này. Ông Johnson cũng tức giận vì Anh Quốc chính là nước bị lừa nhiều nhất. Bởi vì theo dữ liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính phủ Anh tin rằng tỷ lệ tử vong của dịch COVID-19, hay còn gọi là viêm phổi Vũ Hán, không cao và hầu hết người nhiễm bệnh có thể tự chữa lành. Tuy nhiên, cho đến nay, thực tế đã chứng minh không phải là như vậy. Chính ông Johnson cũng bị dương tính với loại virus được xem là nguy hiểm này. Theo các báo cáo từ trang tin tức Daily Mail, sự việc trên khiến cho Thủ tướng Anh đang xem xét có thể hủy bỏ các thỏa thuận với công ty viễn thông Trung Quốc Huawei phát triển mạng 5G của Anh. Các quan chức chính phủ của Anh tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu thông tin về mức độ nghiêm trọng của dịch virus corona tại Trung Quốc. Bài báo của Daily Mail cũng cho biết là các nhà khoa học cảnh báo ông Johnson rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc có thể chẩn đoán số ca nhiễm virus corona cao gấp 15 cho đến 40 lần số liệu mà họ báo cáo. Tại thời điểm xuất bản bài báo này, vào ngày 30 tháng 3, Cộng sản Trung Quốc chỉ xác nhận 82.470 ca nhiễm virus corona trên toàn Trung Quốc đại lục. Chính phủ Anh cũng cho rằng trong đại dịch virus corona, Trung Quốc đang xây dựng sức mạnh kinh tế bằng cách cung cấp trợ giúp săn mồi trên toàn thế giới. Nước này đã hỗ trợ y tế cho các quốc gia bị dịch bệnh càn quét như là Ý, Tây Ban Nha, Iran. Daily Mail dẫn lời ba quan chức Anh nói rằng họ cũng giận dữ như ông Johnson về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý dịch bệnh. Một quan chức của Anh giấu tên nói rằng cuối cùng họ phải được đền bù, trong khi một quan chức giấu tên khác cho biết sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Một đồng minh thân cận của ông Boris Johnson cảnh báo rằng trong đại dịch virus corona, hành động của chính quyền Trung Quốc cuối cùng sẽ khiến cho mọi mối quan hệ của London với Bắc Kinh sụp đổ. Một bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Johnson cho biết như sau: chúng ta không thể sát cánh cùng và chúng ta không thể cho phép các công ty như là Huawei không chỉ tham gia vào nền kinh tế của chúng ta mà còn trở thành một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng của chúng ta. Trong khi đó thì ngoại giới đánh giá rằng vấn đề để Huawei tham gia xây dựng mạng 5G tại Anh hiện là thất bại lớn nhất của chính quyền Johnson. Hoa Kỳ từ lâu đã kêu gọi các đồng minh tẩy chay Huawei và họ đã cáo buộc Huawei sử dụng công nghệ mạng để làm gián điệp. Cơ quan an ninh mạng của Anh cũng đã cảnh báo về quan ngại kỹ về Huawei, nhưng chính phủ Anh vẫn không cấm Huawei tham gia 5G, nên họ đã bị các đồng minh như là Hoa Kỳ và Úc chỉ trích. Một số nghị sĩ bảo thủ, đứng đầu là ông Elan Duncan Smith, đã đề xuất dự luật sửa đổi đạo luật cơ sở hạ tầng viễn thông để cố gắng cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G của Anh. Sau khi sửa đổi nêu trên được thông qua, các công ty có tên trong danh sách nhà cung cấp rủi ro cao của Trung tâm An ninh mạng quốc gia sẽ bị loại trừ hoàn toàn khỏi các dự án mạng 5G của Anh vào cuối năm 2022. Trong một cuộc tranh luận tại Quốc hội, ông Ian Duncan Smith đặc biệt cáo buộc chính phủ Trung Quốc loại trừ các công ty công nghệ khác thông qua các cuộc chiến giá cả trong 20 năm qua. Chiến lược về giá này của chính quyền Trung Quốc đã cho phép Huawei giành quyền thống trị thị trường, và kết quả này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Anh. Tờ Daily Mail cũng chỉ ra trước đó, Cộng sản Trung Quốc đã chỉ đạo các đại lý làm việc ở nước ngoài mua vật tư y tế với số lượng lớn từ các nước phương Tây. Và giờ đây, chính Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bắt đầu quyên góp khẩu trang và thiết bị y tế cho các quốc gia khác. Ngân hàng Trung Quốc đã gửi 200.000 thiết bị bảo vệ cá nhân tới Ireland và tài phiệt kinh tế Trung Quốc Jack Ma đã cung cấp bộ sử dụng xét nghiệm, khẩu trang và các vật tư y tế khác cho 54 quốc gia châu Phi. Lãnh đạo đảng Brexit là Nigel Farage cũng nhận thấy rằng chính quyền Trung Quốc đang đóng vai trò là đàn anh từ thiện, phân phát tiền trang thiết bị y tế và cố gắng sử dụng cuộc khủng hoảng toàn cầu này để giành quyền lực đứng đầu thế giới. Ông Farage đã nói với tờ Sky News rằng, khi Đức từ chối xuất khẩu khẩu trang y tế sang Ý, mặc dù Rome đang phải chịu ảnh hưởng và tuyệt vọng vì cơn đại dịch, Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức giang tay ra hỗ trợ, như là một người đàn anh lớn che chở cho đàn em. Ông Farage cũng cảnh báo rằng, tôi không muốn thấy chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc sẽ thay thế cho những kẻ ngốc tại Brussels thống trị thế giới.
thậm chí còn nhiều hơn là họ đang thống trị ngày nay.